Các quan chức nông nghiệp Mỹ mới đây đã đến thăm một hợp tác xã nông nghiệp ở ngoại ô Havana, Cuba. Đây là trạng dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác 5 ngày nhằm tìm hiểu về khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Cuba và các bang của Mỹ. Các quan chức nông nghiệp tới từ Louisiana, Indiana, Nam Carolina, Michigan và Montana cho biết họ nhận thấy Cuba đang thay đổi. Trong hai năm qua, tại Cuba đã xuất hiện thêm khoảng 10.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ phi nông nghiệp, một số liên quan đến cung cấp nông sản và chế biến thực phẩm. Hợp tác xã này là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày của các quan chức nông nghiệp hàng đầu từ 7 bang của Mỹ. Trong đó, họ có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Lý do chúng tôi đến đây là để tìm hiểu về những thay đổi đang diễn ra và đặc biệt là sự phát triển của các công ty tư nhân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng tôi đại diện cho chính quyền các bang cho nên chúng tôi sẽ không nói với chính phủ mỹ là chính phủ cần phải làm gì bởi vì đó là công việc của họ nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ thông tin tới họ những gì mà chúng tôi tìm hiểu được ở đây chắc chắn là chúng tôi sẽ làm điều đó giữa cuba và mỹ tôi nghĩ lẽ ra phải có mối quan hệ tốt hơn nhiều và tôi nghĩ cần có con đường tốt hơn giữa hai nước cũng như với các nước trung mỹ khác Mỹ đã duy trì các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Cuba kể từ năm 1959. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vào năm 2000 đã cho phép bán nông sản cho Cuba bằng tiền mặt, với số tiền giao dịch tới nay đã lên tới hơn 7 tỷ đô la. Cuba cũng đã mở cửa lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm khoảng 200.000 trang trại tư nhân và hàng nghìn hợp tác xã cho nước ngoài đầu tư. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có khoản đầu tư nào của Mỹ được cấp phép. Quốc gia 11 triệu dân này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 và bao vây cấm vận của Mỹ. Ước tính nền kinh tế Cuba giảm 2% vào năm 2023, trong khi lạm phát lên tới 30%. Bất chấp những khó khăn về kinh tế, chính phủ Cuba vẫn luôn nỗ lực duy trì chính sách trợ cấp gần như tất cả các dịch vụ hàng hóa cơ bản cho người dân quốc đảo Caribe này. Được mệnh danh là thủ đô của các mặt hàng nhỏ của thế giới, thành phố Nghĩa Ô với khu chợ Nghĩa Ô ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đang nổi lên như một kho báu với nhiều người trên khắp thế giới. Tới đây, khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm họ muốn, từ các sản phẩm văn phòng phẩm, đồ trang trí lễ hội đến túi sách hay vali. Nhiều công ty Trung Quốc đã phát triển ra cả thị trường nước ngoài thông qua khu chợ nổi tiếng này. Ngay sau khi kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kết thúc, rất nhiều người kinh doanh trên thế giới đã đổ về Nghĩa Ô. Theo Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn phòng Phẩm Nghĩa Ô, một số khách hàng chọn mua hàng ở đây sau khi tham dự một triển lãm quốc tế cách đây hơn 2 tháng ở nước ngoài. Triển lãm này có sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp Trung Quốc. Và nửa cuối năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức một triển lãm chuyên nghiệp với các mặt hàng văn phòng phẩm ở Jakarta, nơi tất cả các doanh nghiệp tới để quảng bá thương hiệu của họ. Hơn 10.000 khách hàng từ nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan đã tham dự sự kiện này, thể hiện sức hút của nghĩa ô đối với khách hàng. Hiện nay hàng Trung Quốc có chất lượng tốt, mẫu mã mới lạ, sản phẩm văn phòng phẩm đặc biệt được ưa chuộng ở đất nước tôi. Theo báo cáo của Hải quan Nghĩa Ô, vào năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Nghĩa Ô ở tỉnh Chiết Giang đạt 566,05 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 78,69 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất khẩu đạt 500,57 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 69,59 tỷ đô la, tăng 16% Nhập khẩu đạt khoảng 65,48 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 9,1 tỷ đô la, tăng 38,7%. Năm nay, để giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường mở rộng thương hiệu trên thị trường quốc tế, Cục Thương mại thành phố Nghĩa Ô đã đưa ra các chiến lược mới, trong đó thành lập các phòng triển lãm ở nước ngoài và tổ chức triển lãm ở nước ngoài.